Bạn là người đi làm, quản lý hay giám đốc? Bạn mong muốn quản trị công việc một cách hiệu quả. Thế nhưng, trong cuộc sống bộn bề ngày nay, làm thế nào để kiểm soát thời gian? Làm thế nào để làm việc nhóm và tương tác hiệu quả? Khóa học tăng năng suất công việc gấp 3 lần với Trello. Vậy Trello là gì? Trello là một công cụ để phối hợp công việc hiệu quả, giúp cho mọi người trong đội nhóm chỉ cần nhìn qua là biết được những đầu việc nào, ai đang làm gì và làm đến giai đoạn nào rồi. Bạn có thể sử dụng miễn phí cho đến khi cần những tính năng nâng cao hơn. Trên phần mềm Trello, bạn có thể phân chia các công việc theo trình tự: làm ngay, từ từ làm, đang thực hiện và đã hoàn thành. Bạn có thể chỉnh sửa nhãn, thêm nhiều thành viên và thay đổi ngày đến hạn của công việc. Khi bắt đầu thực hiện công việc, các bạn sẽ di chuyển công việc đó đến mục đang thực hiện và tạo list các công việc cần làm. Khi làm việc nhóm, các thành viên trong nhóm sẽ tích dần những công việc đã hoàn thành và bạn sẽ biết tiến độ của công việc đã thực hiện đến đâu. Sau khi hoàn thành một công việc, các bạn có thể di chuyển công việc đó đến mục đã hoàn thành. Như vậy, khi mở Trello lên, bạn sẽ biết ngay công việc nào đã hoàn thành và công việc nào cần thực hiện. Thật là hiệu quả phải không nào? Bạn có thể phân công theo dõi tiến độ công việc một cách nhanh chóng. Làm việc nhóm hiệu quả, bạn có thể kiểm soát công việc ngay trên máy tính hay điện thoại của mình. Đặc biệt, bạn sẽ tăng năng suất công việc gấp 3 lần với Trello. Vậy còn chần chừ gì nữa? Hãy nhanh tay đăng ký tham gia khóa học bổ ích này!